Cá Kim Long giá bao nhiêu? Mua, bán ở đâu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh? Cá Kim Long là loài cá đang làm mưa, làm gió trên thị trường cá cảnh. Bởi chúng không chỉ đẹp, dễ nuôi mà còn có ý nghĩa phong thủy vô cùng sâu sắc. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết nhất về loài cá này. Một cá Kim Long là cá gì? Cá Kim Long chỉ cần nghe cái tên đã thấy vô cùng cao quý và đẳng cấp. Chúng là giống cá có truyền thuyết hóa rồng với vẻ ngoài được bao phủ bởi những lớp vảy cứng và tròn vây như vảy rồng. Cá kim long có thân hình đẹp mắt, sang trọng, thường được tìm thấy ở các hồ rộng hoặc các con sông sâu. Chúng có nguồn gốc từ châu Á trong kỷ phấn trắng. Với vẻ ngoài đẹp mắt và ấn tượng nên cá kim long đã và đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người yêu cá kiểng. Hai đặc điểm hình dáng cá kim long Loài cá này có thân dài, vây ngực lớn, thon dài. Phần vây lưng và vây hậu môn cách xa nhau, cùng với phần vây bụng nhỏ. Phần đầu cá to, có nhiều xương, đặc biệt là những lớp xương nằm ở phần sàn của miệng. Miệng rộng, hàm dưới có hai thanh xà ở đầu. Toàn bộ cơ thể cá được bao bọc bởi lớp vảy to, cứng, tròn, dạng khảm ống và không có răng cưa. Màu sắc vảy thay đôi khác nhau tùy vào từng loài. Cá rồng hô hấp bằng cách sử dụng oxy trong không khí thông qua các bong bóng chứa mao mạch giống như phổi. Cá kim long có màu sắc đuôi vô cùng đa dạng, có loài có đuôi đỏ, vàng, xanh kẽ các tia xám màu đen cá trưởng thành thì màu sắc sẽ càng đậm nét và rực rỡ hơn. Kích thước cơ thể cá kim long có thể đạt từ 40-80cm. Ba tập tính của cá kim long Cá kim long là giống cá đẹp và có giá đắt đỏ trên thị trường. Vốn là loài cá ăn thịt nên chúng có tính tình rất hung dữ. Cá có khả năng săn mồi vô cùng nhanh nhạy cùng khả năng nhảy cao lên trên mặt nước. Mặc dù cá kim long quá có lối sống bầy đàn nhưng khi vào mùa giao phối thì cá được sẽ di chuyển độc lập để tìm bạn tình. Khi tìm được cá thể cái ưng ý chúng sẽ đến các khúc sông cận kề để làm tổ, đẻ trứng và chăm sóc cá con. Cá kim long đực sẽ làm nhiệm vụ ấp trứng và chăm sóc cá con thay vì cá mẹ như những giống cá khác. Đặc biệt, trong thời gian mang thai, đẻ trứng thì cá bố thường phải nhịn đói bởi cá cái đẻ trứng và ấp trong miệng cá đực. 4. Khả năng sinh sản của cá kim long Cá kim long sinh sản khi bước đạt 3-4 tuổi, kích thước cơ thể có độ dài khoảng 17-23 đến inch. Cá thể đực sẽ rời đàn tìm cá cái để tiến hành sinh sản thế hệ mới. Cá Kim Long đẻ trứng và giao phối vào từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm. Mỗi lần sinh sản, cá Kim Long cái có thể đẻ từ 30-40 quả trứng, trứng cá có màu vàng cam hoặc hồng nhạt. Sau đó, cá thể đực sẽ thụ tinh và nuốt trứng vào khoang miệng để tiến hành ấp trứng cho tới khi cá con nở ra. Năm ý nghĩa phong thủy của cá Kim Long. Cá Kim Long là một trong những giống cá thuộc nhóm tứ linh, mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc và tinh tế. Loài cá này được đánh giá là giống cá mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Nuôi cá Kim Long không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian nhà cửa mà còn giúp thu hút thêm tài lộc, gia đình hòa thuận, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Sau kỹ thuật nuôi cá Kim Long. Cá rồng Kim Long là giống cá sumo bởi chiếc lưng gù đặc biệt, mập mạp và khỏe khoắn. Giống cá này có sức chịu đựng tốt, dễ thích nghi với điều kiện sống. Tuy nhiên, chúng khá khó tính và hung dữ có thể làm thịt bất cứ loài cá nhỏ nào trong tầm mắt. Vì vậy, trong quá trình nuôi bạn nên bố trí bể riêng cho loài cá kim long hai bách này. 1. Hệ thống lọc nước. Tùy vào từng điều kiện diện tích cũng như kinh tế mà thiết lập hệ thống lọc nước cho phù hợp. Trong đó, đáng chú ý là hai hệ thống lọc đáy và lọc tràn. Bạn có thể sử dụng lọc sinh học để đảm bảo an toàn cho cá khi sử dụng. Thiết kế lọc tràn dưới, bỏ khung sắt ốp gỗ để đảm bảo tính thẩm mỹ cho bể cá. Với lớp vi sinh được nuôi phía dưới lọc tràn sẽ giúp lọc sạch các loại thức ăn thừa, chất thải từ cá. 2. Bể nuôi cá kim long Kích thước bể, tùy vào từng kích thước của cá để tạo bể cho hợp lý. Thông thường, kích thước bể là 150cm, 160cm, 160cm để khi cá lớn lên bạn vẫn không cần thay thế bể mới. BH nước hồ nuôi cá rồng, trong quá trình thay nước mới, bạn cần chú ý để duy trì và đảm bảo độ pH từ 6,5-7,5 để cá phát triển ổn định và lên màu đều đặn. Tính chất nước, nước phải sạch và được khử trùng đầy đủ. Ngoài ra, cần loại bỏ hết các hóa chất có hại bên trong nước như chlorine, chloramines. Chất liệu bể, bạn có thể sử dụng bể bằng kính, thủy tinh trong suốt hoặc bể xi măng. Cần cho thêm một số cây tảo, thủy sinh vào trong bể để tạo môi trường tự nhiên cho chúng. 3. Phòng bệnh cho cá kim long Cá Kim Long là giống cá mạnh, dễ thích nghi với môi trường sống và có sức bền ổn định. Vì vậy, việc nuôi dưỡng chúng dễ dàng hơn so với nhiều giống cá cảnh khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều cá thể bị mắc một số bệnh như bỏ ăn, đục mắt, hở mang bởi môi trường nước ô nhiễm hoặc do các tác nhân từ bên ngoài gây ra. Vì vậy, để phòng bệnh cho cá Kim Long, bạn cần giữ sạch môi trường nước và cung cấp đủ lượng thức ăn cho chúng phát triển hợp lý. Diện tích bể cần được xây dựng hợp lý, thoải mái cho cá bơi lội di chuyển. Tiến hành tẩy dọn vệ sinh bể bơi thường xuyên sau khi cho cá ăn. Đồng thời, loại bỏ các loại thức ăn thừa ra khỏi bể để tránh lượng thức ăn thừa tồn đọng, gây thối rữa, thu hút các loại vi sinh vật có hại xâm nhập. Cần chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ của môi trường để giúp cá khỏe mạnh, lên màu hài hòa và đều đặn. Chú ý giữ cho độ pH nước ổn định trong quá trình thay nước mới. 7 cá rồng kim long ăn gì? Cá rồng kim long thường ăn các loài côn trùng, cá nhỏ, giáp xác chân khớp, lưỡng cư, ếch, nhái, dết, các loài thủy sinh, rau củ. Bạn cũng có thể bổ sung các hợp chất cần thiết để cá lên màu đẹp như tôm, tép đóng hộp, màu vàng, tế, tán, màu đen. Nếu muốn cá có được sắc óng ánh ở vậy thì bạn nên bổ sung thêm các loại thức ăn chứa nhiều purin như thịt bò, gà, heo. Đặc biệt, loài cá này có thể sống đến 50 năm nếu được chăm sóc trong điều kiện lý tưởng. 8 cá rồng kim long giá bao nhiêu tiền một con? tùy vào màu sắc, kích thước và độ tuổi mà cá kim long được bán với những giá khác nhau. Trong đó, giá bán trung bình của cá kim long thường từ 2 300 ca con. 9. Mua, bán cá kim long ở đâu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cá kim long đang được bán khá phổ biến tại Việt Nam, tại Hà Nội và thành phố. Hồ Chí Minh bạn có thể tìm mua tại các cơ sở, cửa hàng bán cá cảnh lớn. Ngoài ra, cũng có thể đặt mua trên trang web của các shop kinh doanh cá cảnh ngoại trên đây là một số thông tin về cá kim long hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn trong việc tìm hiểu và nghiên cứu về giống cá này